Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên tiếp tục cái video ngày hôm qua nha. Hôm qua là em lên tới con video con mã số 12, con Orient, dòng thợ lặn hai chống nước 200m. Thì ngày hôm nay mã số 13 tiếp theo nha mọi người. Thì mấy con này em lên rồi thì em sẽ để qua một bên nha. Tiếp hôm qua thì còn mã là tiếp ngày hôm qua thì còn là mã 12 thì bán rồi ha. Còn mã 3, mã 4, mã 5, mã 6, 3, 4, 5, 6 và 8, 9, 10, 12. Rồi, mã đó là mã còn nha mọi người. Rồi, hôm nay tiếp theo một chiếc của chiếc mã số 13. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Olympianus. Chiếc đồng hồ thương hiệu này không còn xa lạ với các anh em nữa rồi ha. Em này đến sản xuất xứ từ Nhật Bản. Trong hộp chúng ta sẽ có một số thông tin. Thẻ của chủ trước sử dụng hết mọi người. Sách hướng dẫn sử dụng. Thẻ bảo hành. Rồi cái thẻ cửa hàng trước của chủ trước nữa ha. Trong hộp thì nó sẽ có nhân vật chính của chúng ta đây. Trong này nó còn tag luôn ha. Người sử dụng này cũng khá là kỹ tính. Giữ lại đầy đủ các thông tin của sản phẩm. Rồi, chiếc đồng hồ này thì ngoại hình em thấy nhìn nó còn khá mới ha mọi người. Mới cả 95%. Đầu tiên mà anh em mình xem về ngoại hình trước đi ha. Thì bên em nói rồi, bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi. Tất cả các sản phẩm bên em bán ra là hàng chính hãng 100%. Nếu phát hiện hàng phát, hàng nhái, hàng giả, em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền nha. Và em này là một em OB, logo OB và cái vương miện. Tên hãng của nó là Olympianus. Con này thuộc dòng Sportmaster. Kính của nó là kính sapphire ha mọi người, kính sapphire chống trầy tuyệt đối. Và đây, ở đây có chữ sapphire ha. Water phía dưới này có chữ water resistant và chữ automatic. Có nghĩa là con này chống nước rất là tốt và nó là máy cơ tự động. Em sẵn em lưu ý với mọi người luôn là sapphire đúng là bản chất của nó là nó sẽ không bị chịu, nó sẽ rất là khó trầy với những cái tác động vật lý thông thường ha mọi người. Nó rất là khó trầy với các tầng phía thông thường, nhưng nó không phải là bất tử, nó không phải là bất khả sẽ xâm phạm, thì nên nó không có phải là hoàn hảo đến mức mà nó không có bị trầy. Nó sẽ có một số cái gọi là thiên địch của nó, giống như là nó dính vào thì nó sẽ trầy, giống như cái lá lúa hay là cái bông lúa, là chúng ta nó là gọi dạng như cái đó là đối với chúng ta thì nó rất là mềm, nhưng mà đối với cái này nó xước nghe một cái thôi, cái lá, nhất là cái lá lúa mấy lá, cái lá răng xước nghe một cái là cái này nó xước liền. Thứ hai nữa là cái vảy hàng ha mọi người, cái vảy hàng. Để em lưu ý cho mọi người là như vậy thôi ha. Thì mấy cái con này thì mọi người xài một cách bình thường thì yên tâm, rất là yên tâm luôn. Toàn thân vỏ của em nó được làm từ thép không rỉ 316 NL nha. Kính được làm từ kính sapphire nguyên khối chống trầy. Sapphire nguyên khối chống trầy ha. Lúc 3 giờ chúng ta có một ô lịch và chúng ta có cái lúp nha. Có cái lúp cho chúng ta xem lịch ngày nó rõ hơn nè, to hơn. Trên 10 cọc số, 10 cọc số này chúng ta sẽ có 10 viên kim cương nhân tạo nha mọi người. Được cắt vát tinh xảo và bắt sáng rất là tốt. Rồi đi ngoài đường sẽ rất là chiếu luôn. Trên cái nền mặt màu đen thì nó làm nổi bật những cái cọc số này lên. Và cái kính sapphire thì nó độ trong suốt của nó rất là cao, thì nó làm tăng thêm cái phần lấp lánh của những viên kim cương này. Thì vỏ ngoài của em này là đờ mi ha mọi người, đờ mi vàng và trắng rất sang trọng, mặt đeo màu đen, toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ. Đây, dưới đáy có logo của OB được dập rất là sắc nét, và dưới này là tên mã 89322AG-423.
Đây có một số thông tin trên in dưới đáy ha. Sapphire nè, cơ automatic nè, toàn thân vỏ là thép không rỉ nè, bản da bằng màu vô minh. Đây là tên của hãng. Núm em này là núm cổ chai nha, núm cổ chai mọi người dặn ra. Thôi, dặn ra có hỗ trợ có tay mọi người. Chỉnh lịch nhanh. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Dừng kim dây khi chỉnh giờ. Em này chống nước 50m ha. Em này chống nước 50m. Núm cổ chai và dây zin nguyên bản nha mọi người, dây zin nguyên bản. Đến từ thương hiệu OB. Này size của nó là 39,5. 39,5 gần 40 ha mọi người. 39,5 gần 40. Rồi lên tay rất là đẹp. Dây còn dài ha mọi người, dây còn dài, mấy anh tay 18 đeo yên tâm nè, ok luôn. Mặt màu đen. 10 cọc số đính hộp xoàn nhân tạo và toàn thân vỏ là thép không rỉ, kính sapphire. Nguyên khối. Còn đầy đủ hộp sổ thẻ nha. Giá của em nó giá của em nói là 2,8 triệu, mã số 13, đến từ nhà OB Olympianus. Tiếp theo mã số 14, một chiếc đồng hồ đến từ Seiko ha mọi người. Cái hộp ngoài nó khá là rách rồi, rách nó không được giữ gìn lắm. Hộp trong thì có dán băng keo. Trên bên trong này có một cuốn sổ và tác ha mọi người, tác đây. Một chiếc đồng hồ Seiko 5 Sport. Con này là thuộc dòng Seiko quân đội ha mọi người, Seiko quân đội bản dây thép, size 42mm nha. Toàn thân vỏ của em nó được làm từ thép không rỉ 316L và kính này là kính cường lực, kính Hardlex. Nó gọi là một loại kính được chống và đập rất là tốt nha. Em này có đầy đủ các chức năng như xem lịch thứ ngày, xem giờ, xem lịch thứ ngày, chống nước 100m. Em này chạy sở hữu bộ máy 7S36 nha, 23 chân kính, máy tự động hoàn toàn, có 40 giờ tích cốt. Và đây là bản nội địa Nhật Made in Japan ha mọi người, Made in Japan. Góc trong chùm ba lăng nó có chữ Seiko nè. Trên thân máy có sẽ dập chữ Seiko luôn. Đó, và trên này nó có chữ Made in Japan ha mọi người. Góc 6 giờ chúng ta cũng có luôn nha. Dây zin nguyên bản. Made in Japan. Size 42 nha mọi người. Seiko 5 quân đội thì mọi người biết con này rồi, nó bền cực kỳ, bền kinh khủng. Máy ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Không có dấu cắn lớp nào hết. Em này size 42, chạy máy 7S36, máy tự động, đến từ nhà Seiko. Bản G nội địa 3 kim 2 lịch Made in Japan ha. Mặt dial màu đen, dây thép. Trong đây còn lại có tác và sổ sách hướng dẫn sử dụng. Em này mã số 14 giá 3,2 triệu ạ. Mã số 14 giá 3,2 triệu. Rồi, tiếp theo mã số 15.
Mã số 15 giá 3,5 triệu. Em này là một em Orient người nhái thợ lặn. Trong này nó còn là mắt thừa ha, sách hướng dẫn sử dụng nè, mắt thừa. Và sổ cái giấy này giống như cái giấy khai sinh ha mọi người. Giấy khai sinh của bên Nhật về và nó không có ghi gì hết. Đây, em Orient mặt xanh mắt mèo. Orient mặt xanh mắt mèo đẹp tuyệt trần luôn nha. Mặt xanh mắt mèo mọi người nghiêng góc à, nó là xanh tia. Mọi người nghiêng góc thì nó sẽ một chỗ này nó có ánh sáng nó xanh này, chỗ này bị khuất bóng thì nó đen ha mọi người. Nó tạo hiệu ứng nhìn rất là đẹp. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ha, ô lịch và nó có kính lúp luôn. Kính này là kính khoáng nha, kính khoáng cường lực. Toàn thân vỏ là thép không rỉ. Em này có hai lịch nằm ở góc 9 giờ và 3 giờ ha. 9 giờ chúng ta sẽ có lịch thứ và 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày. Góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái logo của Orient, hai con sư tử ôm vương miện. Do là con này nó kính nó mo nên là nhìn có ánh sáng là nhìn hơi khó thấy. Em này có dùng vòng benzen xây được. Mình có dòng benzen xây được nha. Xây bằng cái núm ở dưới này ha mọi người. Núm này chỉ xây thôi, giật ra không được nha mọi người. Chức năng là chỉ là xoay thôi. Trên này chúng ta có cái nấm chỉnh giờ và chỉnh ngày nè. Đó. Máy có hỗ trợ, có tai, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Mặt xanh mắt này mèo rất là đẹp. Cái này form làm giống mấy cái kiểu mà mấy con người nhái ngày xưa á mọi người. Con này của hãng Orient nha, bản nội địa Made in Japan ha mọi người. Made in Japan. Con này chống nước 100m nha. Water resist 13 nè, 13 là 100m. Độ mới con này được rất là cao luôn. Con này phải nói là nó đẹp như mới luôn á mọi người, nó đẹp như mới luôn. Mới cao cực kỳ. Không có gì để chê hết. Dây zin mắc thừa còn đủ. Đầy đủ hộp sổ thẻ. Con này nội địa Nhật nha mấy anh. Made in Japan ở góc 6 giờ nè. Phía sau đấy nó cũng có chữ Japan nè. Đó. Con này giá 3,5 triệu nha. Máy tự động, có hỗ trợ, có tai, có dừng kim dây khi chỉnh giờ. Có hai ô lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ và 9 giờ nha. Size 42 ạ, size 42. Anh nào thích thì lấy giùm em mọi người. Và số 5 giá 3,5 triệu. Orient thợ lặn 3 sao nha. Nè, 22 chân kính nè, 3 sao. Đồng hồ rất là đẹp luôn. Mã số 15 giá 3,5 triệu. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 một em Citizen. Một em Citizen còn khá mới ha mọi người. Mặc dù còn qua là hàng qua sử dụng nhưng còn đầy đủ giấy tờ cần thiết. Em này là một em Citizen mặt trắng nha. Mặt trắng kim xanh cọc số La Mã. Này, bữa anh nào kiếm cọc số La Mã thì có em này đây. Góc 7 giờ chúng ta sẽ có một cửa sổ hở tim ha. Góc 7 giờ chúng ta sẽ có một cửa sổ hở tim. Em này có 4 kim. 2 kim, 3 kim cơ bản giờ phút giây ha. 3 kim cơ bản giờ phút giây và có một cái kim chỉ 24 giờ để chúng ta xác định ngày và đêm.
12 cọc số La Mã nằm ở trên cái mặt dial nền trắng rất là nổi bật. Và kim xanh, kim nung xanh rất là đẹp nha. Cái kính này là kính sapphire nha mọi người. Kính sapphire nguyên khối, zin nguyên bản của hãng. Toàn thân vỏ là thép không rỉ và có sở hữu bộ dây da của Citizen chế tác luôn. Dây này dây size 19. Con này zin toàn bộ ha. Đây là tên mã của em nó nè, tên mã của em nó. Máy của nó là 4197 NB102015A của Citizen. Rồi phía sau chúng ta sẽ thấy một cái đáy lộ máy nha. Đáy lộ máy. Đây, máy rất là đẹp. Máy đời cao của nhà Citizen. Nè, ở đây nó có chữ Sapphire nè mọi người thấy không? Nè, có chữ Made in Saban nữa. Ở đây là số series của máy. Ở đây là chống nước nha, chống nước được 50m nè. Đó. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. 4 kim. Giờ phút giây kim 24 giờ và góc 7 giờ chúng ta sẽ có một cửa sổ hở tim ha. Cảm giác như là cái đồng hồ chúng ta nó đang thở, thở theo từng nhịp thở. Nè, bảng nội địa chúng ta sẽ thấy chữ Made in Japan nằm ở góc 6 giờ. Size, để em đo size nha. Size 40, con này zin nguyên bản. Có đầy đủ hộp sổ thẻ. Size 42, size 40, em nhầm, size 40 mới đo 40, mới đọc 42. Size 40, mã số 16 giá 3 triệu rưỡi ạ. Size 40, mã số 16 giá 3 triệu rưỡi. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17. Mã số 17 này là một em Seiko dòng quân đội đời mới. Kiểu dáng nó giống như con quân đội ha mọi người. Này. Kiểu dáng nó làm hai lòng kiểu con quân đội. Nhưng mà con này là đời sau, đời mới hơn, hàng mới ra sau này. Kính em này là kính khoáng nha mọi người, toàn thân vỏ là thép không rỉ nha. Trên cái viền này nó sẽ bị nhăm nhăm này, không phải là bị chảy đâu mọi người, nó bị dơ, nó bị dính bụi thấy không? Em lau cái nó sạch nè. Tại nó nằm ngay cái kẽ giữa cái vỏ và cái kính nên là nó hơi khó lau ha, em lau cái nó sạch rồi. À. Chỗ này chưa lau thì thấy nó nhăm 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 nhăm. Nhưng thật ra cái đồng hồ này còn rất là đẹp nha. Mới lắm luôn. Mới 99% luôn. Mặt em này mặt màu trắng cát, màu trắng cát chảy tia nha, mặt hai lòng, mặt trắng cát chảy tia hai lòng. Size của em nó 39,5, size 39,5 ha. Máy tự động automatic nè, có hỗ trợ có tay, có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ và có hai ô lịch thứ ngày nằm ở góc 3 giờ nha. Đó, hai thứ tiếng là tiếng Pháp và tiếng Anh. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, máy tự động có hỗ trợ có tay. Em này chạy dòng máy là 4R. 4R36 nha. 4R36. Bản nội địa Made in Japan có đóng rất nhiều cái gì ta, cái tem chống hàng giả, tự nhiên quên nghe, cái tem chống hàng giả nên chúng ta sẽ bị che cái máy ha. Thì cái này để em tháo cái đấy ra, để em lấy đồ tháo cái đấy ra. Để cho mọi người xem trực tiếp cái máy thì nó sẽ hay hơn. Con này chống nước 100m nha mọi người. Con này chống nước 100m mọi người. Yên tâm ha, dùng có chúng ta có thể đeo đi tắm luôn cũng được. Đây, em này sở máy, sở hữu máy 4R36 24 chân kính nha.
của nhà Seiko, hàng zin nguyên bản, phát làm đàn cho mọi người gấp 10 lần tiền luôn. Đó. Hàng chuẩn hãng nha. Cái này xem sẽ siết đít lại là nó sẽ chống nước bình thường nha mọi người. Đồ zin của hãng thì nó rất là ok. Chúng ta tháo đáy ra nhưng mà chúng ta vặn lại cho nó chắc là nó chống nước ok à. Rồi, em này size 39,5, mặt màu vàng cát trải tia, mặt số phơm quân đội, máy 4R36, máy tự động automatic, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây khi chỉnh giờ, 3 kim và 2 lịch. Rồi, hàng chính hãng 100% và là dây zin luôn nha. Con này độ mới rất là cao, cỡ 99% có hộp nha mọi người. Dây là chỉ trong hộp này chỉ có hộp thôi, dây là dây tăng đưa nên là chúng ta sẽ không cần phải cắt mắt dây, chúng ta đeo vừa hay không vừa chúng ta cứ chỉ cần tăng đưa cái này lên thôi. Cái này mã số 17, giá 3,5 triệu, size 39,5 ạ, size 39,5, mã số 17. Anh nào thích con này thì chốt giùm em nha, mã số 17. Tiếp theo mã số 18. Rồi, con này trong này nó sẽ có thêm một cọng dây da nữa, mã số 18 này. Rồi, có hai cọng dây da. Con này thì có hai cọng dây da tại vì cọng dây da zin. Hai cọng zin theo đồng hồ nè. Và một cọng ở ngoài. Con này là khóa zin của Orient ha. Khóa zin nhưng mà nó bị phai mờ, nó có chữ Orient mờ, còn mờ lắm. Cái này là khóa chống gãy dây, khóa gập chống gãy dây của hãng Orient nó làm. Con này là bản Sun and Moon hết mọi người, chiếc đồng hồ Sun and Moon đến từ nhà Orient. Ngoài ba kim cơ bản giờ phút giây ra, chúng ta sẽ có thêm một ô lịch nằm ở góc 7:30, một ô lịch thứ nằm ở góc 2 giờ và một cái cửa sổ ngày và đêm nằm ở góc 10 giờ, góc 10 giờ ha. Thì chúng ta khi mà chúng ta vặn cái đồng hồ này lên 12 giờ nè, giờ này là lên 12 giờ đi ha, thì cái mặt trời này đi lên thì có nghĩa là cái 12 giờ này nè là 12 giờ sáng, 12 giờ trưa của mình á, 12 giờ trưa. Thì lúc 12 giờ trưa thì lịch nó sẽ không nhảy, thì xuống khi chúng ta chỉnh, bây giờ chúng ta chỉnh nè, giờ nó từ từ nó sẽ chuyển từ ngày sang đêm, nó chuyển dần về đêm. Tại đó, thì khi ông mặt trăng ổng lên tới 12 giờ, nó lịch nó sẽ bắt đầu nhảy nha, nhảy nè, nó từ 18 nhảy qua 19 nè, lịch thứ bắt đầu nhảy tiếp nè, nó là từ thứ bảy qua chủ nhật nè, đó đúng không? Rồi, vậy là cái kim cái mặt trời này có nghĩa là nó thay thế cho cái kim 24 giờ để chúng ta phân biệt ngày vào đêm, để chúng ta chỉnh giờ cho nó nhảy cho nó đúng. Ha. Rồi, con này là giá của nó là 4,2 triệu nha mọi người. Giá 4,2 triệu, chúng ta sẽ có tặng kèm một sợi dây da nữa. Size em này là size 42. 42,5 ha. Size 42,5. Kính em này là kính sapphire ha mọi người, kính sapphire toàn thân vỏ là thép không rỉ. Bản nội địa Nhật. Zin nguyên bản, zin cả dây luôn, có hộp sổ đầy đủ. Được tặng thêm một sợi dây da. Sapphire Crystal nè mọi người, thông tin của nó ha. Kính sapphire. Bản nội địa Made in Japan. Đây, Made in Japan. Chống nước 50m. Máy automatic tự động hoàn toàn đến từ nhà Orient nha, rất nhiều chức năng. Zin nguyên bản. Rồi, anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Rất là đẹp luôn, mặt trắng, mặt đeo màu trắng, ba lòng luôn á, hai lòng nha. Một lòng là những đường tròn đồng tâm chứa những cái giờ, vạch giờ là những vạch giờ bằng số La Mã ha, nhìn rất là cổ điển.
và lòng trong thì được hoàn thiện bằng những cái vân 3D rất là đẹp. Trên mỗi cái đồng hồ nhỏ thì cũng được hoàn thiện bằng những cái vân gợn sóng hướng tâm, giống như cái mặt hồ mọi người, giống như cái mặt hồ. Size 42,5, mã số 18, giá 4,2 triệu ạ. Size 42,5, mã số 18, giá 4,2 triệu. Anh nào thích thì lấy giùm em nha, em bảo hành cho mọi người 1 năm và cam kết là hàng chính hãng trọn đời. Rồi tiếp theo, cuối cùng em đến cao cấp đến từ nhà Seiko. Em này mặt men nha mọi người, trong này nó chỉ có sổ, có sách hướng dẫn sử dụng và một cái hộp, hộp sách hướng dẫn sử dụng và một cái hộp. Em này mặt tráng men nha, mặt trắng nè, tráng men rất là đẹp nè mọi người thấy không, mặt trắng men nó rất là lạ, độc lạ luôn. Kính em này là kính sapphire nha, kim dây kim, ba cái kim này được nung xanh, kim xanh trên cái nền trắng thì nó vô cùng là thanh lịch, nhìn nó rất là lịch lãm ha, phù hợp cho anh em, các anh em văn phòng đeo đi đám tiệc đồ rất là ok. Và con này cũng là số học trò luôn, gì lộn, số La Mã luôn, số La Mã gốc 3 giờ. Chúng ta có một ô lịch nha, có một ô lịch nằm ở gốc 3 giờ, ba kim cơ bản giờ phút giây, kim dây nó có cái hình mặt trăng ở phía đuôi kim nè, ba cái kim này nung xanh rất là đẹp trên cái nền, cái nền trắng tráng men, tạo cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ không quá cầu kỳ nhưng mà vô cùng lịch lãm. Chúng ta có một nấm chỉnh giờ có chữ S ha, con này thuộc dòng cao cấp của Seiko nha. Con này giá em bán là 6,5 triệu, giá em bán là 6,5 triệu, mã số 19, giá 6,5 triệu. Mặt men kim xanh, cọc số La Mã, một lịch nằm ở gốc 3 giờ và gốc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ sa băng ha, sa băng bản nội địa nha mọi người. Máy em này là chạy máy 6R, dòng máy cao cấp của nhà Seiko. Khóa zin, khóa zin mưng mà dây là dây linh kiện nha, khóa zin dây linh kiện. Phía sau đáy này chúng ta sẽ còn một cái lớp keo niêm phong nè mọi người, lớp keo niêm phong ha, mọi người lọt cái này ra là nó như mới, mới tinh. Em này chống nước 100m nha mọi người, ở chỗ này nó dính đen đen là dính cái tem này nè mọi người, nó dính cái tem này ha, lọt cái tem nó ra hết, nhưng mà để như vậy đi, để cho nó zin gì đi cho nó mới hoài. Ở đây có số seri nè, thép không rỉ, chống nước 100m nha mọi người, chống nước 100m. Và đây là bản nội địa made in Japan nè mọi người. Con này chạy máy 6R15, 6R15 nha, chạy cực kỳ chuẩn xác, dòng thuộc dòng máy cao cấp của Seiko. Size của em nó là 40 ạ, size 40. Một chiếc Seiko Sa 46R15, dòng cao cấp của Seiko, kính sapphire, toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ, sáng bóng. Dây da, khóa zin, dây linh kiện, còn hộp và sách hướng dẫn sử dụng. Giá 6,5 triệu. Giá 6,5 triệu. Máy em này là máy tự động nha mọi người, tự động, automatic, có hỗ trợ, có tay, có dừng kim dây chỉnh giờ, chạy cực kỳ chuẩn và có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Đặc biệt của em này là mặt số tráng men, ba kim nung xanh, tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Và giá của em nó là 6,500,000 đồng. Hàng chính hãng 100% bản nội địa Nhật, made in Japan. Và đây là chiếc đồng hồ cuối cùng clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Và hẹn các anh em lại các clip lần sau ạ. Xin cảm ơn mọi người.